Sri Lanka. Xin chúc mừng Hoa hậu Philippines một lần nữa. Và về danh hiệu Hoa hậu siêu mẫu ạ. Spain. Danh hiệu siêu mẫu thuộc về Hoa hậu Tây Ban Nha. Đúng như những gì mà các vị giám khảo chia sẻ, đây thực sự là quyết định khó khăn và họ Tây Ban Nha đã giành chiến thắng ở giải siêu mẫu. Congratulations to our two fast track winners. Now it's time to contestants with the 20 highest marks. And this will be in no particular order, and then reveal which of them has a semi-final place. So here we go. Good luck, ladies. Các thí sinh vào bán kết không theo một thứ tự nào về điểm. The first contestant, Russia. Đầu tiên là Hoa hậu Nga. Indonesia. Hoa hậu Indonesia. Philippines. Oh, Philippines. Jamaica. Tiếp theo là người đẹp thứ tư, Jamaica. Guyana. Wow, Guyana, người đã giành chiến thắng ở phần Hoa hậu tài năng. France. Hoa hậu Pháp. Lebanon. Hoa hậu Liban. South Africa. Hoa hậu Nam Phi. Spain. Người đẹp tới từ Tây Ban Nha. Australia. Hoa hậu người Úc. The Netherlands. Hoa hậu Hà Lan. Brazil. Người đẹp tới từ Brazil. Kazakhstan. Oh, Kazakhstan. Poland. Oh, đến từ Ba Lan. New Zealand. Người đẹp của đất nước New Zealand. The People's Republic of China. Wow. Cộng hòa dân chủ nhân dân Trung Hoa. South Sudan. Người đẹp tới từ Nam Sudan. Scotland. Hoa hậu Scotland. Ecuador. Người đẹp tới từ Ecuador. And finally, Northern Ireland. Và cuối cùng là Bắc Ireland. So those are the contestants with the 20 highest marks. Đó chính là 20 thí sinh có tổng điểm cao nhất. Nhưng chưa biết ai sẽ là vào bán kết đây. Trên này thì là 20 ladies on stage and it's never been quieter. The excitement is building, but unfortunately only 10 can go through. Sẽ chỉ có 10 được đi tiếp. I'm joined with Miss Russia. So first of all, everybody needs to know, if your country comes up on the left-hand side, you are going through to the final 10. If your country goes up on the right-hand side, your journey is over. Here we go. Let's see if Russia is on the left or the right. Hãy cùng xem Hoa hậu Nga đứng ở phía bên nào. Congratulations, Russia. Chúc mừng Hoa hậu Nga đã được vào vòng bán kết vì bạn đã đứng ở bảng tổng sắp bên trái. Philippines, Hoa hậu Philippines, will you be on the left or the right? Bạn sẽ ở bên trái bên phải. Hãy cùng cầu nguyện. Ở phía bên trái. Congratulations. Được chúc mừng. Guyana with a beautiful singing voice. Let's see how rất hay. You get on left or và right. Và cô ấy sẽ đứng ở phía bên nào? It's phía bên trái. Well. Điểm rất cao. Oh, Guyana, it's a hat-trick so far. Ba lần. Will you be on the left or the right-hand side? Oh, keep your fingers crossed. Hãy cùng chờ xem. It is. It's on the left. Lại là một người đã đứng bên trái. Xin được chúc mừng Hoa hậu Liban. Đó là vòng bán kết. Okay, is your country going to come up on the left or the right-hand side? Cô ấy sẽ đứng về phía bên Let's nào? Let's hold hands. Spain. Here we go. Spain on the left or the right? Vâng. Hậu Tây Ban Nha. It is on the left. Congratulations. The Netherlands.
Okay. Hà Lan tiếp theo ạ. I don't know if you're together. This means let's give each other a hug. Come on, that means. Tất cả các thí sinh còn lại. This is my favorite bit. Đã có kết quả tốt đẹp. To the final 10. Bước vào vòng bán kết của Wow Thế Giới lần thứ 65. People have it. Congratulate each other. If you want to find out where your country is from in the list or the country that you voted for, check out missworld.com. Who could have planned this? It just goes to show you this is completely live. Angela. Những kết quả này được. Việt Nam. Dạ vâng, Việt Nam. Hoa hậu Lan Khuê, Hoa hậu đại diện cho Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Cô ấy đang bước vào đây rồi ạ. Người được bình chọn nhiều nhất. Chúc mừng cho Lan Khuê. Thành viên thứ 11 của vòng bán kết. Và bây giờ, các giám khảo sẽ là người đưa ra những quyết định cuối cùng. Top 11 Hoa hậu Thế Giới 2015. Đã hiện diện trên sân khấu thưa quý vị. Ngay sau phút giải lao, chúng ta sẽ cùng đến với phần trình diễn. Top 5. Vậy thì không theo một thứ tự nào. Top 5 của chúng ta sẽ là rất hồi hộp ạ. Có phải Lan Khuê không ạ? Spain. Oh, Tây Ban Nha. I have to say that my family. Tôi phải nói rằng là gia đình tôi pillars of my life. Là cái điều quan trọng nhất, một trong những điều quan trọng nhất. Here are lots of girls that their family is impossible to come to visit them. Có nhiều cô gái không có sự hỗ trợ của gia đình. In these moments, I realize how lucky I am. Tôi nhận ra rằng to have a family mình quá may mắn. That has the possibility to come to visit me. Họ đã đến để cổ vũ cho tôi, ở bên cạnh tôi, ở trong những khoảnh khắc quan trọng nhất cuộc đời tôi. I'm currently in my fifth year of pharmacy in the University of Barcelona. Tôi đang ở năm thứ năm trong đại học dược. And I would like to và tôi muốn được study a master degree học in nutrition. Bằng cao học. I remember one day that we tôi nhớ rằng là at 4 o'clock chúng tôi đã and we went to Phoenix dậy từ lúc 4 giờ sáng to see the sunrise, but để it was xem mặt trời mọc, really xem bình minh amazing. Và cảnh vô cùng đẹp. 4 days ago we did the fashion show sau in this hotel and it was like performing in the palace. I felt like a princess tôi cảm thấy mình như là một hall. Nữ công chúa, một người công chúa đấy. When I first arrived here, I found different girls from all around the world with different cultures. Tôi được gặp rất nhiều cô gái, rất nhiều người đẹp từ các quốc gia khác nhau. Điều mà tôi có được từ cuộc thi này chính là rất nhiều người bạn. Và tôi muốn cho thế giới thấy rằng tất cả những hành động chúng tôi làm là điều quan trọng. Energy inside tôi có một niềm nguồn năng lượng đặc biệt trong cơ thể mình. Tôi sẽ chứng tỏ cho thế giới những nguồn năng lượng tích cực đó. Outside, we can be beautiful also from chúng tôi không chỉ đẹp inside. Bên ngoài mà còn có một tâm hồn thật đẹp bên trong. Dạ vâng, bạn là người đầu tiên lọt vào top 5. Và bây giờ sẽ là câu hỏi của Good evening, Sanya. Tại sao xin bạn nghĩ bạn sẽ xin chào tất cả quý vị. Tôi cũng không kỳ vọng điều này. I should be the next Miss World 2015. Tôi nghĩ rằng mình xứng đáng với danh hiệu Hoa hậu Thế giới 2015. I believe in tôi tin vào strong women. Những người phụ nữ mạnh mẽ. I also I think I have something inside my heart. Tôi có that I always try to give my best of me. Và tôi luôn luôn cố gắng hết mình. And I think I can continue with its legacy. Tôi sẽ luôn luôn xứng đáng với cái danh hiệu Hoa hậu nhân ái với cái dự án đó. And also how to tôi rất muốn chia sẻ how to nhiều give người. The best of us and how to find our happiness. Làm thế nào để giúp cho mọi người tìm thank được niềm hạnh much. Phúc hướng tới tương lai. Xin cảm ơn. I will announce the results in reverse order. Từ danh hiệu nhỏ nhất. In third place. Ở vị trí số 3. Á hậu 2, chính xác. Đó là ai ạ? Indonesia. Ho, Indonesia. Indonesia đã giành ngôi thuộc về Russia. Hoa hậu của nước Nga. Giải nhì ạ. Vị trí thứ hai.
hoa hồng Nga ngày hôm nay với chùm váy màu đỏ đã mang lại may mắn cho cô ấy. And Miss World 2015. Và chỉ còn một danh hiệu nữa. Hoa hậu thế giới 2015. Sẽ là ai? Hoa hậu Liên bang Jamaica hay là hoa hậu Tây Ban Nha? Cô gái nào đây? Spain. Oh, Tây Ban Nha. Xin chúc mừng hoa hậu Tây Ban Nha. Đây có lẽ là giây phút xúc động nhất của tất cả mọi người, đặc biệt là những thí sinh đang đứng trên sân khấu. Ở Tây Ban Nha đang thực sự dồi dào. Một hoa hậu từ thứ 2015 Miss World 2015. Tây Ban Nha chính là hoa hậu thế giới 2015. Vâng, những giây phút vô cùng xúc động. Vâng, chúng ta có Tây Ban Nha trở thành hoa hậu thế giới lần quần thể Đông Á. Xin cảm ơn đảo Hải Nam và tất cả quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình của chúng tôi. Với quý vị khán giả theo dõi qua truyền hình trực tiếp, xin được cảm ơn quý vị đã theo dõi, đã cổ vũ với tất cả những sự tập trung trong 2 tiếng đồng hồ. Hãy cùng lắng lại một chút để theo dõi ca khúc khép lại đêm chung kết của cuộc thi hoa hậu thế giới 2015.
hậu Sri Lanka. Xin chúc mừng Hoa hậu Philippines một lần nữa. Và về danh hiệu Hoa hậu siêu mẫu ạ. Danh hiệu siêu mẫu thuộc về Hoa hậu Tây Ban Nha. Đúng như những gì mà các vị giám khảo chia sẻ, đây thực sự là quyết định khó khăn và họ Tây Ban Nha đã giành chiến thắng ở giải siêu mẫu. Congratulations to our two fast track winners. Now it's time to move on to contestants with the 20 highest marks. And this will be in no particular order. And then reveal which of them has a semi-final place. So here we go. Good luck, ladies. Các thí sinh vào bán kết không theo một thứ tự nào về điểm. The first contestant. Russia. Đầu tiên là Hoa hậu Nga. Indonesia. Hoa hậu Indonesia. Philippines. Oh, Philippines. Jamaica. Tiếp theo là người đẹp từ Jamaica. Guyana. Wow, Guyana, người đã giành chiến thắng ở phần Hoa hậu tài năng. France. Hoa hậu Pháp. Lebanon. Hoa hậu Liban. South Africa. Hoa hậu Nam Phi. Spain. Người đẹp tới từ Tây Ban Nha. Australia. Hoa hậu người Úc. The Netherlands. Hoa hậu Hà Lan. Brazil. Người đẹp tới từ Brazil. Kazakhstan. Oh, Kazakhstan. Poland. Oh, đến từ Ba Lan. New Zealand. Người đẹp của đất nước New Zealand. The People's Republic of China. Wow. Cộng hòa dân chủ nhân dân Trung Hoa. South Sudan. Người đẹp tới từ Nam Sudan. Scotland. Hoa hậu Scotland. Ecuador. Người đẹp tới từ Ecuador. And finally, Northern Ireland. Và cuối cùng là Bắc Ireland. So those are the contestants with the 20 highest marks. Đó chính là 20 thí sinh có tổng điểm cao nhất. Nhưng chưa biết ai sẽ là vào bán kết đây. Hai mươi cô gái xinh đẹp này. Hãy cùng xem Hoa hậu Nga đứng ở phía bên nào. Congratulations, Russia. Chúc mừng Hoa hậu Nga đã được vào bán kết vì bạn đã đứng ở bảng tổng sắp bên trái. Philippines, Hoa hậu Philippines, on the left or the right? Bạn sẽ ở bên trái bên phải. Hãy cùng cầu nguyện. Ở phía bên trái. Congratulations. Được chúc mừng. Guyana with a beautiful singing voice. Let's see how rất hay. You get on left or và right? Và cô ấy sẽ đứng ở phía bên nào? It's phía bên trái. Well. Điểm rất cao. Oh, Guyana, it's a hat-trick so far. Ba lần ghi điểm. Will you be on the left or the right-hand side? Oh, keep your fingers crossed. Hãy cùng chờ xem. It is, it's on the left. Lại là một người đã đứng bên trái. Xin được chúc mừng Hoa hậu Liban đã là vòng bán kết. Okay, is your country going to come up on the left or the right-hand side? Cô ấy sẽ đứng về phía bên Let's nào? Let's hold hands. Russia. Hoa hậu của nước Nga. Giải nhì ạ. Vị trí thứ hai.
Hoa hồng Nga ngày hôm nay đến từ váy màu đỏ đã mang lại may mắn cho cô ấy. And Miss World 2015. Và chỉ còn một danh hiệu nữa. Hoa hậu thế giới 2015. Sẽ là ai? Hoa hậu Liên bang Jamaica hay là Hoa hậu Tây Ban Nha? Cô gái nào đây? Spain. Oh, Tây Ban Nha. Xin chúc mừng Hoa hậu Tây Ban Nha. Đây có lẽ là giây phút xúc động nhất của tất cả mọi người, đặc biệt là những thí sinh đang đứng trên sân khấu. Ở Tây Ban Nha đang thực sự dồi vào một thí sinh được Hoa hậu của thứ 2015 trao lại danh hiệu Miss World 2015. Tây Ban Nha chính là Hoa hậu của thế giới 2015. Vâng, Miss Spain is your Miss World. Spain on the left or the right? Vâng, Hậu Tây Ban Nha. It is on the left. Congratulations. The Netherlands. Hà Lan tiếp theo ạ. I don't know if you're together. This means let's give each other a hug. Come on, that means tất cả các thí sinh còn lại. This is my favorite bit. Đã có kết quả tốt đẹp. To the final 10. Bước vào bán kết của Hoa hậu thế giới lần thứ 65. People have it. Congratulate each other. If you want to find out where your country is from in the list or the country that you voted for, check out missworld.com. Who could have planned this? It just goes to show you this is completely live. Angela. Những kết quả này được. Việt Nam. Dạ vâng, Việt Nam. Hoa hậu Lan Khuê, Hoa hậu đại diện cho Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Cô ấy đang bước vào đây rồi ạ. Người được bình chọn nhiều nhất. Chúc mừng cho Lan Khuê, thành viên thứ 11 của vòng bán kết. Và bây giờ, các giám khảo sẽ là người đưa ra những quyết định cuối cùng. Top 11 Hoa hậu thế giới 2015 đã hiện diện trên sân khấu, thưa quý vị. Ngay sau phút giải lao, chúng ta sẽ cùng đến với phần trình diễn. Top 5. Vậy thì, không theo một thứ tự nào. Top 5 của chúng ta sẽ là rất hồi hộp ạ. Có phải Lan Khuê không ạ? Spain. Oh, Tây Ban Nha. I have to say that my family. Tôi phải nói rằng là gia đình tôi pillars of my life. Là cái điều quan trọng nhất, một trong những điều quan trọng nhất. Lots of girls that their family is impossible to come to visit them. Có nhiều cô gái không có sự hỗ trợ của gia đình. I realize how lucky I am. Tôi nhận ra rằng mình quá may mắn. Has the possibility to come to visit me. Họ đã đến để cổ vũ cho tôi, ở bên cạnh tôi, ở trong những khoảnh khắc quan trọng nhất cuộc đời tôi. I'm currently my fifth year of pharmacy in the University of Barcelona. Tôi đang ở năm thứ năm trong đại học dược. And I would like to và tôi muốn được study a master's degree in nutrition. Bằng cao học. I remember one day that we tôi nhớ rằng là at 4 o'clock chúng tôi đã and went to Phoenix dậy từ lúc 4 giờ sáng to see the sunrise, but để it was xem mặt trời mọc, it was really xem bình minh amazing. Và cảnh vô cùng đẹp. 4 days ago we did the fashion show sau đó in thì this chúng hotel tôi, and it was like performing in a palace. I felt like a princess tôi cảm thấy mình như là một hall. Nữ công chúa, một người công chúa đấy. When I first arrived here, I found different girls from all around the world tôi with được different gặp rất cultures. Nhiều cô gái, rất nhiều người đẹp từ các quốc gia khác nhau.
from Miss World is lots of friends. Điều mà tôi có được từ cuộc thi này chính là rất nhiều người bạn. Và tôi muốn cho thế giới thấy rằng our actions, our behavior, tất cả những hành động chúng tôi làm là điều quan trọng. Energy inside me that năng lượng I'm able to speak with my heart. Thể so I will try to show the world that even if we are beautiful from our outside, we can be beautiful also from chúng tôi our không chỉ đẹp inside. Bên ngoài mà còn có một tâm hồn thật đẹp bên trong. Dạ vâng, bạn là người đầu tiên lọt vào top 5 và bây giờ sẽ là câu hỏi của Good evening, Sanya. Sao xin chào, bạn, bạn xin... Xin chào tất cả quý vị. Tôi cũng không kỳ vọng điều này. I should be the next Miss World 2015. Tôi nghĩ rằng mình xứng đáng với danh hiệu Hoa hậu thế giới 2015. I believe tôi tin vào strong women, những người phụ nữ mạnh mẽ. I also I think I have something inside my heart. Tôi có that một niềm khát khao trong trái tim. Và tôi luôn luôn cố gắng hết mình. And I think I can continue with its legacy. Tôi sẽ luôn luôn xứng đáng với cái danh hiệu Hoa hậu nhân ái với cái dự án đó. And also how to tôi rất muốn chia sẻ how với nhiều to người the best of us and how to find our happiness. Làm thế nào để giúp cho mọi người tìm thank được niềm hạnh much. Phúc hướng tới tương lai. Xin cảm ơn. Awesome. I will announce the results in reverse order. Từ danh hiệu nhỏ in nhất. Third place. Ở vị trí số 3. Á hậu 2, chính xác. Đó là ai ạ? Indonesia. Ho! Indonesia! Cô gái xinh đẹp đến từ đất nước Indonesia đã giành ngôi thuộc về